Ở trên đỉnh của Vinh Quang, ở cái tuổi sung sức nhất 25-35, đùng một cái bắt đầu lại từ đầu và phải bắt đầu sử dụng sức của đôi bàn tay của mình, sức của đôi vai của mình để đi làm những công việc tưởng chừng như sẽ không bao giờ có trong cuộc đời của các bạn, của anh chị. Khi có trong tay một khoản tiền lớn, cách tốt nhất để có thể thay đổi và bắt đầu lại đó không phải là báo thù thị trường. Nói về những cái câu chuyện mà kiếm được tiền thì có lẽ là đã quá nhiều người nói rồi. Nói về cái câu chuyện ngược lại, nói về một cái câu chuyện mà khi người đàn ông khóc, có lẽ là sẽ không có nhiều người sẽ nói về câu chuyện này. Nhưng mà trong cái chia sẻ của một cái video ghi âm và phát lại cho anh chị và các bạn, thì hôm nay Thắng sẽ dành ra buổi sáng ngồi chơi ở một cái khu mà hiện nay Thắng đang sinh sống, thì sẽ chia sẻ, sẽ nói chuyện giống như một cái buổi chia sẻ tâm tình với anh chị và các bạn, nói về một cái câu chuyện khác so với những gì mà mọi người vẫn thường hay nghe thấy, hay là mọi người vẫn thường hay nghe được trao đổi chia sẻ theo kiểu là làm thế nào để kiếm được 5% mỗi ngày. Hoặc là có nhiều bạn đầu tư Forex, thì gần đây Thắng có xem một video của một bạn cũng có một chút thâm niên trong lĩnh vực đầu tư Forex, thì có chia sẻ là có những cái dự án mời chào làm thế nào để kiếm được 3% mỗi ngày, rồi khi thành công thì chúng ta làm gì, hoặc là khi giàu có rồi thì nói gì người ta cũng phải tin, đại loại như thế. Nhưng mà những cái câu chuyện liên quan tới cái việc là thất bại như thế nào, tại sao lại thất bại, và những bài học được rút ra khi thất bại, thì không phải ai cũng dám hay là muốn chia sẻ những câu chuyện như vậy. Thì nhân tiện video ngày hôm nay thì Thắng cũng xin được mời anh chị, mời các bạn và tất cả những người ngồi phía sau màn hình lâu nay nghe và theo dõi Thắng chia sẻ, thì có thể kể về câu chuyện của mình, viết lại câu chuyện của mình, hoặc là thu âm lại câu chuyện của mình, gửi về cho Thắng theo địa chỉ hòm thư là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán @gmail.com. Thắng sẽ để lại cái địa chỉ mail trên màn hình để anh chị và các bạn có thể gửi về, chia sẻ cái câu chuyện thất bại của mình, chia sẻ những cái thăng trầm trong cái quá trình tham gia cái lĩnh vực đầu tư của mình. Và nếu được thì Thắng sẽ tổng hợp và sẽ chia sẻ lại, sẽ đọc lại hoặc là sẽ phát lại những cái gọi là cái ghi âm của anh chị, của các bạn, để cho nhiều người hơn có thể học hỏi. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì Thắng sẽ xin nói về một câu chuyện có thật của một người em cùng quê. Và Thắng mới quen gần đây thôi, tình cờ thì cậu em này giới thiệu là cùng quê Thanh Hóa và gần với cái huyện mà Thắng và gia đình đang sinh sống. Thì thật là thú vị khi mà những cái vấn đề, những cái công việc của Thắng làm được nhiều người quan tâm và cũng được nhiều các bạn trẻ lắng nghe. Bạn này thì sinh năm 1000, hiện nay là đang khoảng 33 tuổi, tức là sinh năm 1987. Và câu chuyện của bạn kể và hỏi, đầu tiên thì bạn gọi điện cho Thắng và nói rằng là em muốn được gặp anh để xin được cà phê, xin được nói chuyện và xin được những cái lời khuyên để làm thế nào để chúng ta có thể vượt lên từ cái vũng bùn của chính mình, từ cái chỗ mà chúng ta hiện nay đang thua lỗ. Em đã từng nghe câu chuyện của anh và em cũng muốn cố gắng để làm một phần nào đó, có thể làm được một chút chút, lấy lại những gì mà mình đã bỏ cho nó tuột tay khỏi tay mình.
Thì Thắng mới hỏi rằng là vậy thì trước khi gặp anh á, thì có thể trao đổi và chia sẻ cho anh thêm về những cái gì mà em đã từng trải qua hay không? Thì bạn này cũng khá là thật thà. Thắng, nếu bạn hôm nay có nghe video này thì Thắng cũng xin phép được giấu tên bạn, nhưng mà xin kể lại cái câu chuyện có thật của bạn để nhiều người hơn, để chúng ta cùng nhau cảm nhận về một cái câu chuyện ở ngoài kia nó đang diễn ra. Và cũng xin phép em thì cho anh được kể lại toàn bộ cái câu chuyện mà anh và em trao đổi với nhau. Khi người đàn ông khóc, tức là khi người đàn ông đã thực sự bất lực. Có thể họ không khóc vì đau, có thể họ không khóc vì mệt mỏi, nhưng họ sẽ khóc khi họ bất lực. Bất lực tức là ở trong một cái hoàn cảnh biết được mọi sự việc nhưng không thể làm gì cả. Bất lực cũng giống như kiểu là, chúng tôi chỉ nói về câu chuyện kinh doanh thôi, cũng giống như kiểu là chúng ta nhìn thấy cơ hội, chúng ta biết 10-10 cơ hội có thể thành công, nhưng chúng ta không có tiền. Và khi không có tiền thì biết được cơ hội cũng không giải quyết được điều gì cả. Đây là chính là cái câu chuyện của bạn trẻ sinh năm 1987. Bạn được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Thanh Hóa. Gia đình bạn cũng giống gia đình tôi, có một cái nghề truyền thống ở Thanh Hóa, đó là nghề làm nem. Và chúng tôi làm vài ba loại nem để bán ra thị trường. Hiện nay nó khá là nổi tiếng ở Thanh Hóa, có hai loại nem, đó là nem chua Thanh Hóa và nem nướng. Với cái điểm xuất phát ban đầu là một gia đình kinh doanh trong lĩnh vực làm nem, bạn được bố mẹ tin tưởng và cho đi học một cái ngành trong đại học, đó chính là ngành công nghệ thực phẩm, ngành thực phẩm. Nhưng mà cuộc sống đã khá là thay đổi trong cái giai đoạn bạn ra trường. Những thứ gọi là màu hồng ngoài kia đã mời chào bạn khi bạn bước ra khỏi ghế nhà trường. Bạn đã không làm một ngày nào trong cái lĩnh vực mình được học, đó là ngành công nghệ thực phẩm. Bạn bước ra và bạn chia sẻ với Thắng rằng bạn đã dành hơn 1 năm, gần 2 năm để làm trong một cái lĩnh vực, đó chính là đa cấp. Thắng sẽ không tiện nói tên cái gọi là cái công ty đa cấp bạn tham gia. Sau giai đoạn làm đa cấp, có lẽ là tốn khá là nhiều thời gian, công sức cũng như là tiền bạc, đã không đem lại nhiều cái hiệu quả cho bạn. Nhưng mà cuộc sống đã đem đến cho bạn một cái sự may mắn đáng kể. Đó chính là cũng là những người khá là giàu hoài bão, mong muốn là nhanh để có thể làm giàu. Và bạn dấn thêm một bước nữa, đã huy động thêm tiền bạc, cũng như là trong cái giai đoạn mà bạn làm đa cấp thì bạn vẫn kinh doanh cái lĩnh vực của gia đình, đó chính là chuyển nem và vào miền Nam và phân phối trong khu vực phía miền Nam, phía thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có khoảng chính xác là khoảng tầm 130 hoặc 150 tiền sau khoảng 3 năm kể từ khi đi làm. Và hết thời gian làm trong cái lĩnh vực đa cấp thì bạn thấy nó thực sự không không đem lại nhiều cái hiệu quả như những gì bạn nghĩ, và bạn quyết định ngừng. Nhưng bạn lại tham gia một cái lĩnh vực mới, có thể là rất mới đối với người Việt Nam, đó chính là tiền số. Nhờ vào việc tham gia vào cái lĩnh vực kinh doanh trong tiền số thì có một giai đoạn các bạn anh chị đã biết là tiền số chỉ trong vòng 1 năm đã tăng gấp 10 lần. Và có nhiều loại tiền số nhỏ, tức là những đồng tiền con, đồng tiền cháu của Bitcoin đã tăng tới 30 tới 40 lần. Và như vậy là với cái số vốn gốc ban đầu khoảng 120 tới 150 triệu,
thì bạn đã có một cái sự thành công ở cái độ tuổi 25, 26 tuổi sau khoảng 3 năm ra trường. 4 tỷ đồng đối với một người mà thực sự xuất thân từ một vùng quê nghèo, tuổi còn khá trẻ, đây được có thể coi là thành công. Tôi ngắt câu chuyện tại đây để tôi hỏi bạn về cái câu chuyện là em đã đem cái số tiền đó quy thành tiền mặt đem về nhà theo theo gọi là theo bịch bóng hoặc là theo bao tải rút ở ngân hàng về để bỏ vào trong két nhà mình, hoặc là nếu như mà phòng kín thì có thể trải lên giường để nằm cho ấm chưa? Thì bạn trẻ trả lời là chưa anh ạ. Số tiền đó nó chỉ nằm trên tài khoản quy đổi từ số Bitcoin, từ số cổ tiền số, số lượng tiền số quy đổi theo giá thị trường. Theo giá thị trường chứ em chưa bao giờ bán ra hoặc là quy đổi nó thành tiền mặt bỏ trong ngân hàng, chứ không nói là mua vàng hay mua hay là quy đổi thành tiền Việt Nam đem về nhà. Thực ra thì nhiều bạn trẻ đã có cơ hội tiếp cận sớm với một số lĩnh vực và có những thành công khá sớm. Câu chuyện của bạn khá là tương đồng với câu chuyện của tôi, của Thắng khi tham gia đầu tư chứng khoán. Khi tham gia đầu tư chứng khoán ở cái độ tuổi 25, 26 có trong tay 4 tỷ đồng, giai đoạn tiền số tăng khủng khiếp, đó thực sự là thành công. Và với những gì bước vào hành trang, tức là cái trên cái ba lô hành trang bước vào vào đời, vào cái việc đi làm của bạn, thì 4 tỷ có lẽ là nhiều hơn so với những gì bạn đang có. Tức là năng lực trong một khoảng thời gian 3 năm đi làm có trong tay 4 tỷ đồng từ số tiền vốn ban đầu cũng là từ tay trắng thôi chị bạn. Rồi kinh doanh một cái sản phẩm của gia đình có tiền gốc và có 4 tỷ đồng. Nhưng mà chớ trêu thay thì không có bất kỳ một cái thứ gì nó có thể tiếp tục tăng giá như vậy khi tiền số Bitcoin bước vào giai đoạn lên tới gần 20.000 đô một đồng, tức là khoảng gần gần 500 triệu một đồng Bitcoin. Thì có lẽ là nhiều người trẻ sẽ bắt đầu ảo tưởng về cái câu chuyện là với cái đà này thì có thể đồng Bitcoin sẽ lên tới 1 tỷ một đồng, thậm chí có người nghĩ rằng nó sẽ lên 5 tỷ đồng trong thời gian tới. Và cái viễn cảnh đó đã làm cho các bạn trẻ nghĩ rằng mình sẽ sớm thôi, sớm trở thành triệu phú đô la. Câu chuyện này là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và chỉ sau khoảng một thời gian rất ngắn sau đó, đồng tiền số đã giảm từ 20.000 đô xuống còn thấp nhất là gần 3.000. Nhưng có lẽ vì tốc độ rớt của đồng tiền này quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, bạn đã nhanh chóng quy đổi thành tiền và số tiền còn lại sau đó khoảng 6 tháng là gần 2 tỷ đồng. Như vậy cũng được coi là thành công rồi các bạn. Như vậy cũng được coi là thành công rồi. Như vậy cũng có thể coi tạm coi là khá là tốt rồi các bạn. Nhưng tay trắng thì chắc chắn sẽ về lại với tay trắng thôi anh chị và bạn. Là bởi vì chúng ta tiếp cận với các lĩnh vực này, bạn trẻ này đang tiếp cận sai với cái lĩnh vực này. Và điều làm sao để 2 tỷ đồng về con số 0 tại cái ngày cách đây 3 ngày bạn trao đổi với Thắng, đó chính là tham gia vào lĩnh vực Forex, kinh doanh vàng tài khoản, thưa anh chị và các bạn. Nếu nhìn tổng thể câu chuyện đến đây thì anh chị và các bạn thấy đây là một trong những bạn trẻ có
có rất nhiều hoài bão để vươn lên, nhưng có thể những cái hoài bão của bạn nó xa hơn những gì bạn có thể kiểm soát. Nó giống tôi, nó giống Thắng trong những giai đoạn mà đầu tư thành công trên thị trường. Có thể chỉ tay lên trời là hận đời vô đối anh chị bạn. Và 2 tỷ đồng khi bước vào lĩnh vực là tiền số, thì Thắng dừng câu chuyện lại và hỏi bạn rằng là bạn muốn gì khi đem 2 tỷ đồng, khi đem 2 tỷ đồng vào thị trường? Thì bạn không trả lời được câu hỏi đó, nhưng bạn cũng đã thành công nhất định trong khoảng thời gian đầu, kiếm được vài trăm triệu khi bỏ khoảng 2 tỷ. Tất nhiên là câu chuyện không bỏ một lúc vào thị trường tiền số, vào thị trường Forex 2 tỷ đâu anh chị bạn. Nhưng mỗi lần giao dịch, mỗi tiếng teng teng, mỗi lần cháy tài khoản, lại thêm một khoản tiền mới được đóng vào. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, trong khoảng thời gian ngắn thôi, bạn đã trở thành một trong những người am tường trong lĩnh vực tiền, gọi là giao dịch vàng tài khoản. Tôi đã từng hỏi bạn về câu chuyện là có khi nào có những lệnh mà em mua bán, em cảm thấy rằng là giống như kiểu là em, nếu như cái lệnh mua bán này mà để mua cái làng nhà em thì chắc là mua được cả làng. Bạn cười và nói rằng là đúng như vậy anh. Có những lúc em đã vào lệnh tới 3.000 cây vàng. 3.000 cây vàng. Thậm chí có những thời điểm với cái tỷ lệ đòn bẩy của em để mua bán và vào lệnh, em đã vào một cái khối lượng siêu lớn. Tôi hỏi lại với bạn trẻ rằng là nếu như em bình tĩnh lại, xem xét và đánh giá, thì mỗi một lệnh vào và gọi là ngừng trạng thái lệnh, em mất bao nhiêu phần trăm tiền phí? Sau vài giây lưỡng lự, bạn đã trả lời rằng mất 1% tiền phí trên cái giá trị vốn hóa của, tức là gọi là giá vốn của mình. Vậy thì tôi hỏi là mỗi tháng thì em vào bao nhiêu lệnh? Thì bạn này cũng không có số liệu cụ thể, nhưng lưỡng lự một hồi thì trả lời Thắng rằng là không dưới 10 lệnh. Sau khoảng 4 năm tham gia tiền số, 4 năm tham gia vàng tài khoản, 2 năm tham gia tiền số, tức là 6 năm, kể và 2 năm tham gia vào lĩnh vực gọi là đa cấp biến tướng tại Việt Nam. Như vậy là bạn đã mất 8 năm. 8 năm. Bước vào tuổi 30 thì số tiền còn lại không còn nhiều. Tất nhiên, khoảng thời gian dài thì nó cũng có một phần trong đó sử dụng để chi tiêu. Nhưng bước sang những cái giai đoạn biến động mạnh của giá vàng tăng giảm bất thường giai đoạn gần đây, và đặc biệt là cái xu hướng vàng tăng trong gần đây, thì khá nhiều các tài khoản đã bị gọi là thiên nga đen và đã cháy. Và bạn cũng chính là một trong số nhiều người cháy hết tài khoản của mình. Và cách đây một năm thì bạn đã không còn tiền. Và câu chuyện bây giờ là câu chuyện ở tuổi 33 bắt đầu lại từ đầu. Nhìn thấy nhiều cơ hội lắm. Nhưng khi chúng ta đang ăn ngon, đang nắm giữ một số lượng tiền lớn và có trong tay những công cụ, những nhận thức và hiển thị, gọi là bắt đầu hiện rõ hơn những cơ hội có thể cầm nắm được, thì bạn trẻ đã không còn tiền. Và bạn nói rằng đã từng nghe video của Thắng về câu chuyện là Thắng làm thế nào để làm lại từ đầu. Và bạn đang băn khoăn rằng là nên đi như thế nào. Lúc này thì có lẽ cái sự bắt đầu lại để xin việc trong cái ngành công nghệ thực phẩm
hay tốt hơn hết là vẫn làm kinh doanh, phát triển tốt, phát triển tốt cái chuỗi bán hàng phân phối nem chua và nem nướng của gia đình sẽ là giải pháp tốt nhất để tích lũy lại vốn, có một lượng vốn để có thể sử dụng cho chi tiêu sinh hoạt cũng như quá trình gây dựng lại là điều tốt nhất hiện nay, chứ không phải là câu chuyện xin thêm tiền ở đâu đó hoặc vay thêm tiền ở đâu đó để quay lại và báo thù thị trường. Đó chính là lời khuyên của Thắng về cái câu chuyện làm thế nào để người đàn ông thôi khóc. Nhiều bạn, nhiều anh chị lớn tuổi, thậm chí nhiều người đã từng trải nghiệm qua cái lĩnh vực đầu tư này nhiều năm sẽ hiểu được những gì Thắng nói. Sẽ hiểu được tại sao người đàn ông lại khóc khi họ bất lực với những công việc của mình. Và đặc biệt khi họ đang ở trên đỉnh của vinh quang, ở cái tuổi sung sức nhất 25-35, đùng một cái bắt đầu lại từ đầu và phải bắt đầu sử dụng sức của đôi bàn tay của mình, sức của đôi vai của mình để đi làm những công việc tưởng chừng như sẽ không bao giờ có trong cuộc đời của các bạn, của anh chị, khi có trong tay một khoản tiền lớn. Cách tốt nhất để có thể thay đổi và bắt đầu lại, đó không phải là báo thù thị trường, đó không phải là tìm cách để lấy một khoản tiền lớn trên thị trường hay giật lại một khoản tiền lớn trên thị trường bằng việc đó là đòi nợ thị trường. Cách tốt nhất đó chính là dành thời gian để thay đổi lại cái tư duy tiếp cận của mình và cách mình tiếp cận với cái lĩnh vực mình tham gia và đã thực sự hiểu rõ nó hay chưa. Có quá nhiều, hiện nay trên kênh của chúng ta đã có 1.400 video, 400 video không công khai do nhiều lý do Thắng đã khóa, hơn 1.000 video Thắng vẫn để công khai. Từ những thời Thắng mới làm vlog, mới làm những video chia sẻ, nó còn khá là ngờ ngạch, mặc một chiếc áo sộc sạch và nói một giọng nói đặc sệt là người quê. Đến ngày hôm nay thì anh chị và các bạn đã thấy Thắng trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẫn tâm huyết đó, vẫn mong muốn đó, vẫn muốn rằng các bạn trẻ hoặc là những các bạn vong niên, tức là những người bạn già đang có một khoản tiền tiết kiệm nào đó muốn tham gia lĩnh vực đầu tư thì cần suy nghĩ kỹ hơn và tiếp cận thị trường một cách đúng hơn. Trước khi tiếp cận với một lĩnh vực nào đó thì nên hiểu rõ, hay không muốn nói là hiểu rất rõ lĩnh vực của mình định tham gia, hiểu được bản chất của thị trường, hiểu được cách vận hành và hiểu được những mánh khóe trong thị trường để phòng ngừa rủi ro, hiểu được cách quản lý cái lòng tham của mình và hãy bỏ đi cái việc thúc đẩy động lực. Bởi vì với những người mà đã tham gia thị trường tài chính, tham gia lĩnh vực đầu tư, muốn làm giàu để thay đổi cuộc sống của mình và gia đình mình, thì vốn dĩ những người như vậy đã là những người có tính tự chủ rất cao rồi, đã là người thừa động lực rồi. Chúng ta không cần những cái động lực thêm vào để làm đốt cháy giai đoạn của mình. Chúng ta nên cân nhắc về những câu chuyện như vậy. Đừng để cái tình trạng phải bắt đầu lại từ đầu thực ra là điều rất khó để có thể làm lại, để có thể thành công và để có thể xây dựng lại những gì mình đã có và phát triển từ cái nền tảng đó. Nếu có một từ nếu thì tôi xin được nếu rằng bạn trẻ dừng lại khi mà có một chút thành công ở trong cái lĩnh vực tiền số.
Sau đó thì quay lại làm đúng lĩnh vực ngành nghề của mình được đào tạo. Nếu có thể không làm mà muốn kinh doanh thì có sự tương đồng và lợi thế cạnh tranh đáng kể, đó là gia đình có sẵn nem chua và nem nướng để có thể phát triển thị trường tốt hơn và có một cái nền tảng, có một nền tảng về mặt giá trị tiền bạc để xây dựng lớn cái mô hình phân phối tại phía Nam. Điều đó sẽ đem lại một cái thành công bền vững cho bạn khi thực sự dư tiền tham gia các lĩnh vực đầu tư theo một cái hướng là bền vững. Đó là cách làm tốt nhất và nên làm. Thắng kêu gọi anh chị và các bạn không cần phải để lại tên, có thể ẩn danh, gửi về câu chuyện thành công, câu chuyện thất bại và những bài học của anh chị và các bạn về địa chỉ mail câu lạc bộ tự doanh chứng khoán a@gmail.com hoặc là inbox cho số Zalo của Thắng 0906998805, gửi câu chuyện của bạn. Thắng sẽ thay lời muốn nói, sẽ chia sẻ câu chuyện thất bại, những bài học của bạn để nhiều người hiểu hơn và cùng phát triển tốt hơn, tránh được những cái rủi ro. Đó cũng là một phần quà cũng như là một phần từ thiện mà bạn hiện nay không làm được bằng tiền bạc thì có thể gửi về cho cộng đồng để Thắng lan tỏa cái phần quà đó của các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành ra nhiều thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay lắng nghe chia sẻ câu chuyện của Thắng và những người bạn trong cộng đồng. Rất cảm ơn anh chị và các bạn. Nếu được thì hãy ủng hộ lan tỏa video này bằng việc để lại like, cảm nhận hoặc là bình luận ngay trực tiếp câu chuyện, chia sẻ ngay trực tiếp câu chuyện của bạn bằng việc gõ bình luận. Thắng sẽ cóp lại và chia sẻ với mọi người. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Đừng quên là đăng ký kênh để chúng ta cập nhật nhiều video mới hữu ích hơn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.